Xin kính chào quý cô bác, anh chị và toàn thể các bạn đến với nội dung tiếp theo trên kênh Bản sắc dân tộc nhé. Thời gian vừa qua, em Ngọc làm cái chương trình gia đình nhà ba bố con bé Cho. Thì cái thời điểm đấy thì gia đình nhà bé Cho ấy thì là cái đang em Ngọc đang làm dở ấy, nó bị kiểu như là không có cái máy phát điện đấy. Thì đúng lúc cái thời gian đấy em Ngọc về quê, đâm ra là em Ngọc cũng liên lạc với đội thợ là em Ngọc cũng về quê vài hôm. Em Ngọc lên thì lúc đấy thì đúng cái đợt dịp nó mùa mưa ấy, mùa mưa là thứ nhất, thứ hai nữa là đúng cái dịp là bà con ở trên này họ thu hoạch ngô quý vị ạ, họ thu hoạch ngô, đâm ra là họ cũng tiện thể về quê xong họ thu hoạch ngô luôn đấy. Cái thời gian vừa rồi này em Ngọc lên lên đây rồi thì em Ngọc cũng liên lạc với đội thợ, là vào gia đình nhà bé Cho ấy để hoàn thiện nốt cái căn nhà, nhưng mà họ bảo là đang vào cái mùa thu hoạch ngô của họ thì đằng nào họ cũng mất công nghỉ về quê rồi, tại vì cái họ ở cùng huyện nhưng khác xã, cách khoảng hơn 40 cây. Họ bảo là họ thu hoạch hết ngô xong đi làm một thể, tại vì nếu không thu hoạch nhanh ấy thì sợ cái mùa mưa này đến này nó sẽ bị thối ở cây và nó mọc mầm ấy. Mấy anh em đã liên lạc lại với em Ngọc là tạm dừng để thu hoạch ngô hết, xong bắt đầu mới đi làm hoàn thiện nốt cái nhà bé Cho. Lúc buổi sáng hôm qua thì đội thợ cũng điện cho em Ngọc rồi, bảo là họ thu hoạch ngô xong rồi quý vị ạ. Nhưng mà tại vì là em Ngọc lại đang vướng cái nhà ba anh em trên đỉnh núi ấy, ba anh em mồ côi ấy, thì hôm nay mới bắt đầu là khởi công, cho nên là em Ngọc cũng liên lạc lại với mấy anh em thợ rồi, bảo là đợi khoảng tầm vài hôm nữa để em Ngọc hoàn thiện nốt cái thềm nhà ba cháu nhỏ mồ côi đã thì mới bắt đầu là đi vào để hoàn thiện nốt cái căn nhà bé Cho. Đấy là cái lý do mà trong khoảng thời gian mấy hôm vừa qua thì em Ngọc cũng không ra được cái video nào gia đình nhà bé Cho quý vị. Và nhân video clip này thì em Ngọc cũng xin thông báo một cái tin vui đến kênh Bản sắc dân tộc là thời gian mà em Ngọc ở trong gia đình ba bố con bé Cho ấy thì không có máy phát điện, ở trong bản không có điện mà, thì qua cái video clip đấy cũng có chị tên là chị Cẩm Vân Nguyễn quý vị ạ, chị Cẩm Vân Nguyễn ở bên California, chị cũng đã dành tặng cho kênh Bản sắc dân tộc là một cái máy phát điện nha quý vị nhá. Nhưng mà hôm đấy là mình cũng mua kèm theo là đây ạ, một cái máy phát điện, là hôm đấy mình mua kèm theo là có cái máy máy mài tay, gọi là máy cắt tay đấy. Cái này mình để riêng ra, còn cái máy này mình để nói sau đi. Cái này là máy khoan, máy bắn vít, bắn tôn được đấy. Cả dây điện này, miếng cắt đá này. Còn đây là cái linh kiện kèm theo, và cái đây là cái lọ dầu nhớt để đổ vào đây. Cái này để sau đi, mình sẽ bỏ cái máy phát điện này ra. Mày to thế nhỉ? Con này là 3,5 kg nha quý vị nhá. Em hỏi anh ơi. Để anh bỏ cái thùng này ra để cho nó sáng này, tại vì trong nhà nó hơi tối chút quý vị ạ. Trong nhà hơi tối đâm ra là em còn phải thắp cái bóng. thấy không Cường? Bật flash lên đi. Thấy không? Có thấy rõ mà anh. Nhưng mà thấy này không? Có. Thấy cả thông số luôn đó. Thông số thấy không? Đây. Đây là cái máy phát điện của nó là 3,5 kg nha quý vị nhá. Cái máy phát điện này chị Cẩm Vân Nguyễn ở bên Mỹ, chị đã dành tặng cho kênh Bản sắc dân tộc để tiện cho vào những cái bản nào mà không có điện ấy, thì lấy vào để như làm cái các công trình như là cắt gạch rồi thì là hàn này. Cái máy này mình có hỏi những người ta bán máy này, người ta bảo là hàn được nha quý vị nhá, máy mili, máy hàn sách tay ấy, cái loại máy hàn hồng ký ấy. Thì ở đây cũng có khá là nhiều chức năng. Ở đây là tắt bật đây ạ, đây nút tắt bật, còn hai cổng này là hai cổng AC, tức là điện xoay chiều đây, điện 220 quý vị, điện 220 này, hai cổng này là điện 220, còn cái này là đây, ở đây cũng có on off, đây là cái
cái nếu mà có cái quá tải ấy, ở trong này có một cái relay nhiệt, nếu mà quá tải nó tự ngắt, ví dụ đang bật này, nếu mà nghén mạnh hoặc là quá tải một cái gì đấy nó tự bật một automat nữa. Automat nó gọi là cái relay nhiệt đấy. Còn đây là cái điện một chiều ra, tức là điện sạc ra bình ấy, sạc bình ắc quy, sạc ắc quy ấy, đúng không? Ừ, bình ắc quy. Ở đây là cái giật đây này, dây cót bên này, con nổ giật, đúng rồi. Đây cứ quay nốt bên này cho quý vị xem. OHV. Đấy là cái máy này là máy quà dành tặng riêng cho kênh Bản Sắc Dân Tộc nhá. Qua video này thì em cũng xin cảm ơn đến chị Cẩm Vân Nguyễn rất là nhiều đã dành tặng cho em, và có cả hôm mình mua dây điện chuẩn đây này. Cái dây điện này quý vị, cái dây điện này là dây điện là lõi đồng, hôm đấy mình mua kèm thêm là 10m. Đây là 22.5. Mỗi mét là 17.000. Hôm đấy mình mua cái quà của chị Cẩm Vân Nguyễn là đây ạ. Đâu nhỉ? Đâu nhiều nhỉ? À đây đây đây. Đây là cái phụ kiện kèm theo của nó. Cái dầu, chai dầu nhớt này mình đã đổ vào rồi nhá quý vị nhá. Đổ vào bên này rồi, nó nằm ở bên này cơ, nhưng nó đổ vào cái chạy bằng nhớt xe máy, cũng như là nhớt dầu vào cái củ máy ấy, không là nó lo sẽ bị lột biên. Và cái phụ kiện kèm theo này quý vị. Phụ kiện kèm theo đây. Đây là chắc là cái phiếu hướng dẫn sử dụng. Cái này là đấu, tí nó đấu điện vào đây, cắm vào đây này, đấu xong rồi cắm vào đây. Đấu xong cắm vào đây nha. Tí nữa mình sẽ cái này cắt cái núm này đi xong đấu vào. Và đây là có cả cái đồ nghề nữa. Tiếp. Cái tiếp ấy, đồ để sửa chữa các kiểu ấy. Ở đây có hai cái núm ở đây. Nói chung là như thế. Và một cái bảng điện nữa. Cái máy này mình với trị giá của cái máy này là 6 triệu nha quý vị nhá. Máy này trị giá 6 triệu. Cái dây đồng này là 1 mét là 17.000, lõi đồng. Dây 2.5 mình mua 10 mét là 170.000. Cái bảng điện này là mình mua 20.000 này. Với cả chai dầu này mua 70.000. Tổng cộng hết hơn 6 triệu 200 mấy chục nghìn ấy, nhưng mà người ta tại vì mình mua cùng một cửa hàng, người ta lấy 6 triệu 2 cho là cả máy, cả dây điện các kiểu luôn. Đấy, còn một cái nữa là cái này là của anh Ken Fan ở Mỹ. Mày của anh Ken ở bên Mỹ ạ. Của anh Ken Fan, Fan Ken ở bên Mỹ là có gửi cho mình là mua hai cái có phần quà là một cái máy mài tay hoặc là máy cắt tay gì đấy. Đây là cái miếng này mình mua cho có cả miếng này. Ừ, cái máy cái này là cắt đá, cắt gạch ấy. Đây cái đồ nghề của nó đây, kèm theo đây. Đây cái máy mài tay đây. Cái này là còn cái này là máy khoan, máy đục tường được, khoan được mà bắn được vít tôn, nó đa năng luôn, có nghĩa là đa chức năng ấy. Đục tường được này, bắn tôn luôn được này. Thế mình mua cái loại này cho nó tiện này. Đấy, mua lại cho tiện này. Cái này là 700.000. Cái máy này, máy này 700.000. Còn cái loại này là 600.000. Còn kèm theo là, nói chung là nó kèm theo cái loại này. Đây là có ốp, ốp của đá đấy. Đá, ốp đá vào đây, chưa lắp. Đó là cái cầm tay, lắp đây. Cái cầm tay chưa lắp đấy. Còn nếu mà muốn đầy đủ cái phụ kiện là ngày trước nhà em mua là thêm một cái lưỡi cưa. Có cả lưỡi cưa nữa phải không? Đúng rồi. À, lưỡi cưa nó mua lẻ á. Cái này cái vam ấy rồi. Đây là vặn đấy. Vặn tháo ra. Cái này để cho tiện cho vào các công trình trong bản ấy. Đây là bộ của nó đây. Còn cái này là của cái này. Ô có một cái, à đây cái khóa của nó đây. Đấy. Đây. Đúng rồi. Còn cái gì không? Hết. Còn cái tua vít này của nhà rồi. Tua vít này của nhà. Bây giờ mình sẽ đấu cái điện vào để thử nhá. Từ cái hôm mình mua vào về hôm qua rồi, chưa có thời gian làm cái video ấy. Mình cũng chưa có thời gian đấu cái này. Bây giờ mình đấu và mình sẽ thử
cái máy phát điện này, cái máy phát điện này hôm qua mình mua ở cửa hàng ấy, mình cũng đã thử ở bên cửa hàng rồi, ok rồi, nhưng về nhà chưa thử. Bây giờ mình sẽ đấu vào thử. Mà cái này chai rau này nhớt này mình mua ở cửa hàng xong mình đổ vào luôn ở trong củ máy thôi quý vị nhá. Có cái kìm, có cái kìm, có cái kìm nhá. Cái đấy thì dùng cái bẻ thôi, cái Thử dao ấy. cái nhỉ. Thử đi. Con chưa? Có điện ở đây. Đây có điện nha quý cô bác nhé. Còn bên này là nó báo số luôn là bao nhiêu luôn đây này. 220 luôn. Đấy. Đưa pha đi đánh thử. Cái này nó tự động mà. Ơ đóng đóng chặt cái này nhá. Đấy. Đấy bây giờ nó không bị e luôn. Đấy được đây. Đây thử này, thử này. Đây. Tắt. Đấy. Thoải mái luôn. Thử cái này. À thử đến máy khoan luôn. Rồi. Ngon đấy. Lấy quạt để anh lấy quạt thử. À thử quạt luôn. Cho máu. Đó. Mát nhỉ. Được đấy. Ờ tắt đây nhỉ. Ờ nó qua cái video này thì cho phép em Ngọc Phi được gửi lời cảm ơn đến thứ nhất là chị Cẩm Vân Nguyễn, chị đã dành cái phần quà cho kênh Bản Sắc Dân Tộc để phục vụ cho vào các những các bản làng. Sau này em Ngọc vào mà hỗ trợ cái hoàn cảnh nào mà cái công việc nó cần đến cái máy phát điện mà bản nó không có điện ấy, thì sẽ sử dụng đến một cái phần quà thật sự ra là rất là ý nghĩa và những cái bản làng rất là cần thiết trong những cái bản làng không điện. Và anh Phan Ken ạ, thì anh đã dành cho kênh là một cái máy mài tay với cả một cái máy này là máy đa năng nhé quý vị nhé. Khoan được, đục được, mà bắn tôn được đấy, nó rất là đa năng. Còn một cái nữa thì là về cái vấn đề là gia đình nhà bé cho cũng rất là nhiều quý cô bác ấy là cũng chưa biết là sao lại cái thời gian qua em Ngọc dừng không làm nhà bé cho nữa. Thì trước đây thật ra cũng có một cái video hôm mình lên đỉnh núi nhà ba bố con bé cho quý vị ạ, thì mình cũng có nói qua một lần rồi, nhưng mà hôm nay em Ngọc xin nhắc lại thêm một lần nữa là đội thợ họ nghỉ để thu ngô, có nghĩa là trong cái khoảng thời gian em Ngọc về quê ấy, thì là đợi máy phát điện thì đội thợ nghỉ họ cũng về nhà ấy, thì về nhà thì đúng cái dịp mùa thu ngô của bà con đó ra, họ tiện đấy thì họ xin nghỉ thêm để họ thu ngô. Trong khoảng thời gian này thì đội thợ cũng đã hôm qua, như em Ngọc cũng đã nói là hôm qua đội thợ cũng liên lạc lại với em Ngọc là họ thu xong rồi, nhưng mà em Ngọc xin đình trệ lại vài hôm nữa để mấy hôm em Ngọc hoàn thiện nốt cái thềm nhà ba em nhỏ mồ côi trên đỉnh núi xong thì em Ngọc mới tiếp tục vào hoàn thiện cái nhà bố ba bố con bé cho nhé. Thôi chắc cái video clip này em Ngọc xin dừng tại đây quý vị. Nếu quý vị thấy video hay và bổ ích thì hãy like cũng như chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video tiếp theo.